xin chào các bạn à, tiếp theo cái lọc bài về à, trại xuất vật thì hôm nay mình trình bày à, tập số năm à, đó là nói về à, vô thần à, bả cho giáo có nghĩa rằng là cái à, đám à, à, độc tài quỷ đỏ Và cái đám này à, nó là một cái à, một cái đám vô thần tuy nhiên à, là à, mặc dù nó vô thần nhưng mà nó thật ra nó đang xây dựng một cái tôn giáo gọi là vô thần giáo à hoặc là tên đầy đủ đó là vô thần bả chó giáo đó thì trong đó nó dựng cái thằng bả chó lên là làm giáo chủ và thằng bả chó này được gọi là tủ lạnh của cái bọn vô thần giáo thì cái lũ vô thần bả chó giáo này nó có những cái đặc điểm sau đây chúng ta biết rằng là thiên đường của những tôn giáo khác thì sau khi chết thì mới mới có thể có cái hy vọng là được lên thiên đường có nghĩa là không phải ai cũng được lên thiên đường mà sau khi chết thì mới có thể hy vọng được lên thiên đường. Đó là thiên đường của những cái tôn giáo khác. Còn đối với cái là vô thần bả chó giáo thì thiên đường của chúng nó là ở tại cái cõi thế gian này, có nghĩa là chúng đang xây dựng, chúng đang nói xạo đó, chúng đang nói xạo là chúng xây dựng thiên đường nơi cõi thế và bọn chúng tự xưng là bọn chúng đang xây dựng thiên đường xạo hết chỗ nói đó thì cái chữ à, thiên đường xạo hết chỗ nói à, tại sao có cái chữ à, thiên đường thì cái thiên đường đó là ý à, cái lũ à, vô thần bả chó giáo này nó đang muốn xây dựng một cái thiên đường nơi cõi thế thì những ai mà mù quáng à, tin theo cái thằng bả chó đó à, mù quáng à, chống lại nhân dân à, chống lại loài người chống lại nhân loại à, chống lại môi trường à, chống lại à, sự sống không chống lại à, những cái à, lương tri đạo đức à, của con người à. những cái người nào mà tiên theo bả chó để mà chống lại những cái giá trị tốt đẹp đó, thì những người đó là sẽ được sống trong cái thiên đường nơi cõi thế mà cái thiên đường này là một cái thiên đường mù cái thiên đường xạo hết chỗ nói của cái bọn vô thần bả chó giáo nó nghĩ ra nó tạo ra thì cái lũ vô thần bả chó giáo này đó nó không có lương thường đạo lý nó không có nhân nghĩa đạo đức nó không có những cái giá trị tốt đẹp của nhân loại bởi thế cho nên nó có những cái câu chuyện đó là con tố cha À, à, em tố anh, à, vợ tố chồng, à, tức là à, đấu tố đó à, là con đấu tố cha, em đấu tố anh, à, vợ đấu tố chồng. Bởi vì sao? Bởi vì cha con, rồi anh em, rồi chồng vợ là không còn tình nghĩa gì cả. Chỉ có cái gì? Chỉ có là tôn thờ duy nhất đó là tôn thờ cái thằng bả chó, à, tôn thờ duy nhất, à, mù quáng tin theo là vô thần bả chó giáo. À, thì vô thần bả chó giáo là cái chân lý duy nhất của cái lũ một cái lũ cuồng tính này. Có một à, câu chuyện thực tế đó là về cái thằng à, thằng trinh thằng Trinh này nó là một cái thằng rất là khốn nạn rất là là chó đẻ cái thằng Trinh này á, nó đi đấu tố cha nó nó nói cha nó là địa chủ mà địa chủ là 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 khốn nạn à, cho nên nó đem cha nó ra nó chém cổ đó đó là thằng thằng Trinh là một cái thằng rất là làm mất dạy đó là là cũng là một cái thằng nó có một cái địa vị rất là cao ở trong cái vô thần là bả chó giáo đó. cái ý nghĩa của cái từ à, giải phóng à, mà cái bọn vô thần bả chó giáo này nó à, nó, nó, dùng á đó là gì đó là giống như là ngày xưa các bạn hình dung là ngày xưa thì nó có một cái củi gọi là cái củi đó để mà nhốt người đó thì cái thằng bả chó nó mang đến một cái củi mới cái củi mới này à, à, có cái hình dáng nó, nó khác một chút xíu nó sơn màu đẹp đẽ chút xíu và nó nói cái củi này là cái củi giải phóng đó cho nên đó là nó đem người ta à, nó nhốt à, tức là nó đem người ta từ một cái củi cũ củ, nó đem nó nhốt qua cái củi mới nó nói cái củi mới là cái củi giải phóng nhưng mà chúng ta lưu ý mặc dù là cái củi mới này nó được tô vẽ nên những cái câu chuyện rất là hào nhón Nó được đánh bóng lên, nó được sơn phết lên Rất là đẹp Nhưng mà về bản chất thì cái củi mới này nó còn giả man hơn Nó còn khốn nạn hơn, nó còn cầm thú hơn, nó còn thú tính hơn là cái củi cũ nữa Cái củi mới này nó còn kinh khủng hơn là cái củi cũ nữa các bạn đó Thì cái thằng bỏ chó giáo này là cái thằng khốn nạn mà đó. Thì à, à, ví dụ như là cái thằng À, bả chó à, khi mà nó nó đem cái củi mới đến để nó nhốt người đó thì nó mới à, để cho người ta à, ngoan ngoãn người ta à, chui ra từ cái à, củi cũ đúng không người ta phá cái củi cũ người ta chui vào cái củi mới của nó đó thì nó à, dùng những cái từ rất là hoa mỹ để mà nó bia để mà nó marketing phải không để mà nó kêu gọi người ta nó dụ dỗ nó tuyên truyền người ta nó nói rằng như thế này nè là chúng À, thi hành những lực lợi dã man tức là nó đang ám chỉ cái củi cũ đó các bạn là cái củi cũ á, là chúng thi hành những lực lợi dã man chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học à, chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nồi của ta tức là nó đang à, tuyên truyền cho những người bè bị nhốt trong cái củi cũ hãy phá cái củi cũ đi để mà chui vô cái củi mới của nó à, chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu chúng ràng buộc dư luận à, chúng thi hành những chính sách ngu dân chúng dùng thuốc phiện rượu cồn để làm cho nồi giống ta suy nhược về kinh tế chúng bốc lột nhân dân ta tận xương tủy khiến cho nhân dân ta nghèo nàn thiếu thốn nước ta sơ sát tiêu điều chúng cướp không ruộng đất hầm mỏ nguyên liệu chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý làm cho nhân dân ta nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng chúng không cho các nhà tư sản của ta ngóc đầu lên chúng bóc lột nhân dân ta một cách vô cùng tàn nhẫn đó là nó độc một cách rất là hùng hồn cho những người dân đang bị nhốt trong cái củi cũ khiến người ta lên tinh thần mà người ta phá củi cũ để chui vào củi mới của nó cái củi mới của nó nó bóc lột còn dã man hơn chúng ta thấy rằng nó nói rằng là cái củi cũ á, là thi hành những lực lợi dã man thế thì cái củi mới á, nó có hơn được cái gì hay không à, rồi nó nói rằng là cái củi cũ à, lập ra nhà tù à, nhiều hơn à, trường học và chúng ta thấy rằng là cái củi mới của cái thằng bả chó à, rõ ràng rằng nó cũng đâu có lập ra trường học đâu nó chỉ lập ra những cái trại nhồi sọ à, những, toàn là trại nhồi sọ không trong cái à, đất nước hình con dun à, trong cái trại xúc vật đó à, thì không hề có bất cứ một cái trường học nào cả mà tất cả chỉ là cái gì chỉ là những trại nhồi sọ tự xưng là trường học trại nhồi sọ à, cấp tiểu học rồi trại nhồi sọ trung học à, à, cấp hai không trại nhồi sọ cấp 3 rồi trại nhồi sọ cấp 4 tự xưng đại học rồi trại nhồi sọ cấp 5 tự xưng là à, cao học à, rồi trại nhồi sọ cấp 6 tự xưng là tiến sĩ mà thật sự là không hề có trường học tất cả chỉ là có trại nhồi sọ thôi thế cho nên là à, là nó nói rằng người ta à, lập ra nhà tù nhiều hơn trường học và chính nó cũng như vậy chính nó lập ra nhà tù À, và không có hề có trường học nào cả chỉ có trại nhỏ sọ chứ, chứ không hề có trường học chúng cai trị bằng là nhà tù và một cái đám tay sai gọi là công an nhăn răng đó. cái đám tay sai công an nhăn răng đó, đó. và là lại dùng à, tay sai đó và dùng nhà tù để mà cai trị thiên hạ đó. rồi à, chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nồi của ta à, nó nó nói rằng cái củi cũ củ là thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nồi trong khi à, là à, cái thằng bả chó và băng đảng bè lũ đồng bọn của nó là chuyên gia bắt những cái người gọi là bất đồng chính kiến bắt nhốt những cái người mà gọi là đòi tự do dân chủ cho cái đất nước hình con run nó tuyên án 10 năm nó tuyên án 20 năm trời như vậy thì rõ ràng rằng cái củi mới rõ ràng rằng là cái băng đảng độc tài quỷ đỏ cá sấu là một cái băng đảng rất là khốn nạn dối trá lừa gạt rồi nó nói rằng là chúng ràng buộc dư luận thi hành những chính sách ngu dân và trong khi rõ ràng rằng nó cũng là thực hiện chính sách ngu dân còn kinh khủng hơn là so với là cái củi trước đó nữa bởi vì nó không hề có cái, bất cứ cái trường học nào cả mà chỉ toàn là trại nhòi sọ như vậy rõ ràng nó đang thực hiện chính sách ngu dân chính sách ngu dân của nó thể hiện ở hai cái đặc điểm cái đặc điểm thứ nhất là chúng dạy dạy sai dạy láo dạy sượt bịa ra những cái nhân vật anh hùng không có thật ví dụ như là anh hùng lê văn tẩm xăng anh hùng phan đình châu mai anh hùng võ lê kim ma nở rồi anh hùng À, gọi là à, là tô vĩnh chàng pháo đó là những anh hùng không có thật đó là những cái sự nhồi sọ tuyên truyền láo phét dối trá và hôm trước mình cũng có nói nó là à, bẻ ra một cái thằng tên là cái thằng xạo quần què đó là bắn 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 toàn là bắn xuyên táo đó đó là những câu chuyện rất là láo phét như vậy thì chính sách ngu dân của nó thể hiện ở hai đặc điểm thứ nhất là giải à, láo, giải sượng à, thứ hai đó là nó dạy rất là nhiều mà không có ứng dụng À, nó có những cái môn nó dạy rất là nhiều rất là, là những bài tập nâng cao rất là nhiều mà không hề có tính ứng dụng gì cả đó như vậy chính sách ngu dân của nó thể hiện hai đặc điểm nhắc lại một là dạy láo dạy sượt hai là dạy nhiều mà không ứng dụng đó như vậy thì rõ ràng là nó à, thi hành chính sách ngu dân còn hơn cả cái cuỗi trước nữa rồi nó nói người ta ràng một dư luận trong khi bản thân nó là bịt mồm à, bịt mắt bịt tay đó, à, nhân dân người nào mà nói lên cái tiếng nói là bất đồng chính kiến là nó cho vô tù đó thì đó là rõ ràng là nó nó rất là khốn nạn rồi nói gì nó nói rằng là người ta dùng thuốc phiện rượu cồn để mà làm cho nồi giống ta suy nhược trong khi chính bản thân nó đã dùng những cái gì nó cũng bán rượu rất là rẻ nó bán bia là rẻ rẻ nhất trong cái khu vực trong cái khu vực là là nó đã cố tình không có đánh thuế bia rượu để cho là bia rượu giá rẻ mạt cho người dân họ uống họ uống họ sai xỉn và họ mất đi lý trí rồi nó nói à, là âm mưu cho người nồi giống suy nhược bằng cách là nó tạo ra những cái hài nhảm nhí những cái hài à, xàm xí à, để cho người ta coi người ta mụ mị hoặc là những cái nó khuyến khích những cái câu chuyện ngôn tình à, à, ngu sửng làm cho người ta mới mụi, mụ mù mị rồi chúng à, chiếu à, những cái phim à, tuyên truyền nhảm nhí à, rồi nó nói à, người ta là về kinh tế thì chúng bóc lột nhân dân ta đến à, tận xương tỷ à, rõ ràng là nó cũng bóc lột nó tăng giá xăng nó tăng giá điện tăng giá nước nó à, mở ra những cái bốt để mà nó thu à, nó thu phí mà người ta đi lại trong khi là nó làm những cái con đường là hoàn toàn là không hề có chất lượng những con đường không hề chất lượng mới làm xong là đã hư mà người ta đi là nó thu phí nó thu phí nó không chỉ là, là là, là cho đủ cái cái tiền mà nó đã bỏ ra nó đã xây cái đường mà nó là thu phí gấp 20 lần thậm chí là gấp 100 trăm lần cái tiền mà nó cái chi phí mà nó bỏ ra nó xây đường cho cho dân đi như vậy rõ ràng là nó bốc lột người ta đến tận xương tỷ làm cho người dân nghèo nàn thiếu thốn đất nước thì sơ sát tiêu điều nó bán hết tài nguyên thiên nhiên nó bán dầu thô để nó nhập xăng nó ngu tới cái mức độ mà nó không biết là thuê những cái trí thức để mà người ta lọc dầu nó bán dầu thô sau đó rồi nó nhập Săn về mà Nó bán cho dân với cái giá rất là cao Nó dơ vét tài nguyên thiên nhiên Nó bán hết rừng Làm cho rừng ấy, là không còn một cây nào hết Và mỗi lần mà mưa về là lũ lụt khắp nơi Chẳng những là lũ Là do mưa Mà ngoài ra đó là Nó còn cái lũ là do cái bọn chúng âm mưu Là xả thải âm mưu Đó là à, Gọi là xả lũ đó, Nó xây những cái đập mà không có chất lượng Những cái đập là hoàn toàn là không hề có À, chất lượng nếu mà đầy quá là những cái đập đó sẽ bị bể và nó sợ cái đập đó bị bể ra cho nên nó mới à, xả lũ nó đang canh lúc mưa nó nó xả lũ ra để cho sao để cho ngập ngập thêm ngập đó lũ thêm lũ nó làm như vậy để làm gì để cho người dân những cái khu vực đó người ta bị lũ người ta bị à, là tài sản của người ta bị à, tiêu tan rồi người ta chán nản thua buồn người ta mới bỏ sướng người ta đi đó. người ta bỏ sướng người ta đi người ta bán đất đem bán à, nhà cửa với cái giá rẻ mạt thì nó nhào vô nó mua nó mua để làm gì nó mua để mà nó bán cái à, đất đó nó bán cho là cái quốc gia hình đầu bò những cái thằng ở bên quốc gia hình đầu bò qua là nó cấp cho quốc gia hình đầu bò này á, là à, à, quốc tịch miễn phí luôn nó cấp quốc tịch miễn phí cho những cái người những cái thằng khốn nạn ở bên quốc gia hình đầu bò qua để cho những thằng đó có quốc tịch rồi những thằng đó sẽ đi mua đất với một cái giá rất rẻ bởi vì sao bởi vì nó xả lũ nó giết dân nó xả lũ nó giết gia súc nó xả lũ nó giết mùa màng nó giết tất cả nó giết tất cả luôn nó giết sạch sành xanh để người ta chán nản những người nào còn sống sót thì người ta chán nản thua buồn bỏ cuộc bán đất rẻ mạt để bỏ xứ đi rõ ràng đây là một cái âm mưu để mà đuổi dân đi để mà nó, nó ăn cướp đất đây là một cái sự mà gọi là bóc lột về mặt kinh tế làm cho nhân dân nghèo khổ nghèo nàn thiếu thốn nước sơ xác tiêu điều nó bán rừng nó bán tài nguyên nó cắt biển đảo nó bán nó bán hết nó bán không còn một cái thứ gì cả rồi cái thằng bả chó xuất sinh này á nó uh, nó nó hùng hồn nó đọc nó nói rằng á uh, là rồi cái thằng bả chó xuất sinh này nó hùng hồn nó kết tội uh, là cái củi trước uh, tức là cái chế độ trước uh, là cái gì là cướp không uh, ruộng đất hầm mỏ nguyên liệu rõ ràng nó cũng uh, là cướp uh, ruộng đất hầm mỏ nguyên liệu uh, ruộng đất của người ta nó uh, nó gọi là nó quất hữu quá uh, nó nói rằng là sở hữu uh, toàn dân do là băng đảng quản lý thấy không? nó nói là sở hữu toàn dân do băng đảng quản lý nhưng mà thật sự ra đây là một cái lời nói ngụy biện đây là một cái âm mưu ăn cướp đất của nhân dân đó. mà nó, nó nói rằng là sở hữu toàn dân đó. xúc vật quản lý đó. rõ ràng đó, là nó đang ăn cướp Nó ăn cướp một cách giả mang nó ăn cướp một cách rất là trắng trợn mà nó nói người ta là cướp không hầm mỏ ruộng đất vậy thì nó, nó có khác gì không nó có đàng hoàng không hay là nó cũng xúc vật hơn nó xúc vật hơn gấp trăm lần nó xúc vật hơn gấp ngàn lần đó chúng đặt ra hàng trăm thứ thế vô lý và rõ ràng rằng là băng đảng, súc vật băng đảng, quỷ đỏ, nó cũng đặt ra hàng trăm cái thứ thế rất là vô lý. Nó nói rằng là người ta gửi tiền vô ngân hàng, cũng là kinh doanh, gửi tiền tiết kiệm, gửi tiền vô ngân hàng có lấy lãi cũng là kinh doanh. Mà kinh doanh thì phải chịu rủi ro. Cho nên nó là nó âm mưu, nó tẩu tán tài sản của cha con dòng họ nó. Để rồi làm chi? Để rồi là nó giả bộ, nó tuyên bố, nó phá sản cái ngân hàng. chi khi mà nó phá sản ngân hàng thì nó chỉ đền bù cho người ta là 75 triệu bả chó tại Trong khi rõ ràng rằng là người ta gửi, có thể là người ta gửi nhiều hơn, nó không cần biết. Nó nói rằng nó đền tối đa là 75 triệu bả chó tệ mà thôi. Như vậy rõ ràng đây là một cái âm mưu ăn cướp. Nó nói người ta gửi tiền tiết kiệm vô ngân hàng cũng chính là kinh doanh mà kinh doanh thì phải chịu rủi ro. Cho nên rằng là nó sẽ ăn cướp tiền của người ta nó nói rằng là người ta đặt ra hàng trăm thứ thế vô lý thì nó cũng y như vậy, làm cho nhân dân ta nhất là dân cày và dân buôn trở nên bân cùng, chính nó cũng đang làm cái cái điều khốn nạn đó, Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên và chính xác những nhà tư sản nào mà mà ngóc đầu lên là nó sẽ tìm cách để mà nó cướp, nó nói người ta là vi phạm cái điều này, vi phạm cái điều kia, nó lợi nó cướp nhà, nó cướp tài sản và nó bắt người ta nó bỏ vô tù. À, bỏ vô tù lâu thật càng lâu càng tốt nó càng lâu xong rồi á, là tài sản ở ta ở ngoài nó cướp. Nó nó số súc như vậy đó, Chúng bốc lột nhân dân ta một cách vô cùng tàn nhẫn. Và ngày hôm nay, á, cái bọn độc tài quỷ đỏ, cái bọn mà băng đảng à, đồng bọn của bả chó nó cũng hành xử như vậy đối với người dân và nó hành xử ác ôn, còn gấp 10 lần là người Pháp đã đối xử với lại là nhân dân ở đất nước hình con sun và để à, thực hiện được cái âm mưu ăn cướp của nó à, được à, lâu dài, à, được à, muôn năm, à, thì à, nó À, lập ra một cái đội chó săn cái đội chó săn này à, à, tự xưng là côn an nhăn răng à, để mà à, quý hiếp để mà trấn áp để mà rình mò hễ ai mà nói lỡ một câu gì à, là cái đám chó săn này nó nhào vô nó cấu xé nó cắn liền à, thì à, sau khi mà tà quyền à, của à, bả chó đã cướp được à, chính quyền của thủ tướng kim thì à, người ta hỏi như thế này người ta hỏi rằng là tại sao trước đây à, các ông nói là các ông sẽ tha thuế các ông nói là các ông sẽ miễn thuế cho dân Thế thì tại sao ngày hôm nay các ông mà thu thuế nó còn kinh khủng nó còn giả mang như vậy thì bọn chúng trả lời với người dân như thế này là trước đây là nói như vậy nhưng mà nay tà phủ cần tiền thì tà phủ sẽ thu thuế gấp 10 lần à, chúng bay là, là chúng bay ngu phải không chúng bay tin vào tà quyền thì chúng bay ráng chịu đó. chúng bay ngu mà chúng bay tin vào tà quyền bây giờ phải ráng chịu đi đồ thứ ngu đó. đồ thứ ngục đó. chúng bay mà phản đối hả là ta nhốt ta nhốt chúng bay như nhốt chó đó là cái lũ tà quyền xúc vật này em nó nói là ai mà 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 có ý phản đối là nó nó sẽ nhốt như nhốt chó Đó. nó là là cái thằng mà nó ăn nói hai lời nó ăn nói hai ba lời luôn nó xúc giật như vậy Đó. đối với những cái người à, thuộc đảng phái khác à, bất đồng chính kiến thì vô thần bả chó giáo nó sẽ hô hào như thế này nè nó hô hào Đó. là đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết Đó. nhưng nó nó hô hào như vậy thôi bề ngoài nó hô hào như vậy thôi nhưng mà khi có cơ hội là nó đánh úp người ta nó chớp lấy thời cơ gạt bỏ lương tâm để mà nó đánh úp người ta và, và à, nếu như mà lỡ xuôi à, mà nó đánh à, nó đánh người ta mà nó đánh mà nó đánh thua đó lỡ mà đánh thua đó thì nó lại tiếp tục là hô hào là đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết à, có nghĩa là nó hô hào đoàn kết đoàn kết à, để cho người ta chỉ để người ta đừng có đề phòng nó nhưng mà nếu như mà nó thấy có thời cơ tới rồi có thể giết được đối thủ rồi thì nó nhào vô nó giết nhưng mà nhiều khi nó lại giết nó đánh thua đánh thua thì nó lại tiếp tục nó lại hô hào đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết thành công thành công đại thành công đó, nó súc vật nó là cái thứ mà vừa lừa phỉnh dối trá chỉ có những kẻ ngu ngục những kẻ ăn cứt gà những kẻ ăn ruột con rùa uống nước đường mương là những cái kẻ đó mới đi tin vào là cái lời là tuyên truyền dối trá của tà quyền độc tài xuất vật của là bả chó của là bọn độc tài vô thần bả chó giáo mà thôi đó. tất cả những cái trí thức thật sự những người mà họ à, có đầu óc à, à, có trái tim có khối óc thì những người đó họ sẽ không à, đi theo bả chó bởi vì họ nhận ra cái bản chất đê tiện khốn nạn của bả chó này họ không thi đi theo cái bả chó giáo bởi vì sao bởi vì quả chó giáo này nó quá lừa đảo nó quá dối trá nó quá xạo nó quá man rợ nó quá khốn nạn mà đó cho nên đó là cái bọn vô thần bả chó giáo này nó rất là ghét trí thức và chúng ta thấy một cái câu của mau khỉ chúa tể nhắc lại cái thằng mau khỉ chúa tể là một cái thằng lưu manh khốn nạn nó là cái thằng đã hậu thẫn. nó là cái thằng đã yểm trợ cho cái thằng bả chó cái thằng mau khỉ chúa tể nó nói như thế này nè nó nói rằng là trí thức như cục cức đó. nó nói trí thức như cục cức các bạn đó mình có một cái video À, là phân tích là trí thức như cục cức các bạn có thể lên trên uh, youtube à, các bạn sợt đi các bạn lên youtube các bạn sợt là trí thức như cục cức à, là các bạn sẽ xem được cái video mà mình nói uh, về uh, là cái câu nói của thằng mao khỉ chúa tể nó từng nói như vậy nói chung là cái bọn đọc tài vô thần bả chó giáo này đó là cái bọn mà nó ghét trí thức chỉ có những cái kẻ ngu ngục uh, mới tin là, là bả chó thôi chỉ có những kẻ ngu ngục mới đi theo nó thôi như vậy thì những tất cả những tất cả luôn các bạn tất cả một trăm phần trăm những cái công chức đó, những cái kẻ mà làm công chức cho tà quyền toàn là cái lũ ngu si đận độn với lũ xúc vật lũ khốn nạn chỉ có những lũ chó đẻ mới đi làm công chức đó, cho tà quyền độc tài xúc vật thôi tất cả luôn các bạn một trăm phần trăm không có ngoại lệ nào hết tất cả một trăm trăm những cái kẻ mà đang làm công chức cho tà quyền độc tài xúc vật đều là những, những những lũ chó đẻ những lũ xúc vật những cái lũ cầm thú khốn nạn những vụ mất dạy lưu manh đó. và khi có cái quyền lực trong tay rồi thì những lũ mất dạy lưu manh này nó càng trở nên tàn bạo ngang ngược càng trở nên khốn nạn hống hách và nếu như ai mà có nghi ngờ vào cái điều gì thì chúng liền là mới được chụp mũ đúng không tức là nếu ai mà nghi ngờ vào cái tài năng đương nhiên nó không có tài năng rồi nhưng mà ai mà nghi ngờ đặt cái dấu hỏi về vấn đề tài năng về vấn đề bản lĩnh về vấn đề đạo đức của cái bọn tai sai cho tà quyền độc tài súc vật này là chúng nó liền chụp cho một cái mũ đó là cái mũ gì cái mũ phản động cái mũ là âm mưu lật đổ cái mũ gọi là cái mũ là run sang đó tức là run sang đó, các bạn hình dung đó, đó nó nói người ta là run sang đó nó nói như vậy đó nó nói người ta là phản động Nó nói người ta là âm mưu lật đổ Nếu mà ai mà nghi ngờ về cái cái tài năng viên Nghi ngờ về cái đạo đức của nó Là nó chụp mẫu liền Nó rất là khốn nạn Phương sách của cái lũ à, vẹm à, Khi mà nó à, à, giao chiến với lại à, đối thủ à, Đó là nếu như mà nó quánh thắng Thì thôi Còn nếu mà nó quánh thua Thì nó sẽ thực hiện là à, tiêu thổ và du kích à, Nó thực hiện tiêu thổ và du kích Tức là cái lũ vẹm này Dưới sự cầm đầu của bả chó à, Dưới sự cầm đầu của bả chó Nó thực hiện là cái phương thức nếu như mà quánh thắng thì ok, còn nếu mà quánh thua đó thì nó sẽ à, rút quân nó sẽ à, dùng cái chiến lược du kích và cái chiến lược tiêu thổ. Thì mục đích của tiêu thổ là để làm gì? Thứ nhất là để cản trở cái hoạt động của đối phương. Và thứ hai đó là khi mà người dân mà họ bị mất nhà, mất cửa, họ bị cháy hết rồi, họ bị đốt sạch sẽ rồi, mất hết tài sản rồi thì lúc này họ chỉ có một con đường duy nhất đó là đi theo bả chó. Nếu như mà họ không theo bả chó thì phải chết. Còn nếu mà theo bả chó thì may uh, mai ra là được ngáp ngáp Cho nên đó là cái lý do mà cái bọn uh, độc tài súc vật này uh, là nếu mà quánh thua đó thì nó sẽ du kích và nó tiêu thẩu Nhắc lại tiêu thẩu, mục đích của tiêu thẩu Thứ nhất uh, là để cản trở cái hoạt động của đối phương Và thứ hai là để làm cho người dân cùng đường mạc lộ phải đi theo nó Như vậy vừa rồi mình vừa trình bày cho các bạn uh, cái tập số 5 Và bây giờ tiếp theo chúng ta nói luôn cái tập uh, số 6 ở trong cái video này luôn thì tập số 6 đó là khi mà nhân dân họ phát hiện ra cái sự thật về cái thằng bả chó thì nhân dân họ sẽ phản ứng như thế nào đó là nhân dân họ căm ghét căm tức họ vì họ đã biết là bị cái thằng bả chó xúc vật này nó lừa đảo thì nhân dân họ có những cái bài thơ để mà châm biếm để mà chửi cái thằng bả chó đó là bả chó nó tuổi con trồn cho nên nó thích cái ồn của chị em đó tức là bả chó nó tuổi con chồn cho nên nó thích cái ồn của chị em chúng ta lưu ý ở đây là cái dần ồn đó thì đó là à, cụ thể đó là là bả chó à, nó tuổi con chồn cho nên nó thích là cái tâm hồn của chị em đó thì đó là à, ngoài ra là à, người ta còn có một cái à, bài thơ để mà chế nhạo cái thằng à, thằng bả chó đó là gì đó là à, anh ngu dân thức dậy tại sao gọi là anh ngu dân bởi vì là cái thằng những thằng nào mà đi theo bả chó đều là những thằng ngu những thằng tất cả những thằng mà tin bả chó đều là những thằng ngu thằng ngục thằng ăn cứt thằng là là ăn cơm muỗng dừa uống nước đường mương đó thì là anh ngu dân thức dậy đó. thấy ba lô mất rồi mà sao chó vẫn ngồi anh nghi ngờ chó lấy à rồi chó ơi chó có thấy ba lô của cháu không à chú làm mất của công là phải trình lên băng đạn nhưng mà nghĩ tình đồng chí thì anh bày chú cách này ừ. nồi ngay trong đêm nay hãy chôm ba lô thằng khác à. như vậy thì anh ngu dân nhìn chó chó nhìn ngọn lửa hồng lòng vui sướng mênh mông anh nhập băng của chó thì đó là một cái bài thơ mà người ta đã à, sáng tác ra để mà người ta châm biếm người ta sỉ nhục cái thằng bả chó khi mà người ta phát hiện nó là một con chó dâm đảng một thằng lừa đảo và đây là một cái à, bài thơ à, do cái bọn à, độc tài xuất vật mà nó à, nó tâm tình nó nói chuyện với lại những cái người dân đó là dân ơi ta bảo dân này dân ra ngoài ruộng dân cại mình dân <laughs> dân ra ngoài ruộng dân cại mình dân đi đúng không? Cấy cài là cái bổn phận của dân băng đảng bận hợp bán dần nước non cái băng đảng nó nó bận hợp vậy lắm nó bận dữ lắm nó không có rảnh nó, nó nó hợp hội hợp để mà nó bán dần nước non còn người dân là hãy ra đó mà cài một mình đi hay biểu ngu hay biểu ngục, hay biểu mà 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 đi là đi tin theo bả chó đi là cướp chính quyền đi nhập băng của nó bây giờ để nó lên nó đè lên lên đầu lên cổ nó ngồi trên đầu trên cổ nó hợp để mà nó bán dần nước non rồi cũng có những cái người mà họ gì họ quá khổ sở đi họ khổ quá cho nên họ bắt đầu họ họ than nó họ ngửa mặt lên trời và họ à, than với à, thượng đế rằng đó là à, lại thượng đế bao giờ con hết khổ đó, thì thượng đế mới bảo rằng là tổ cha mày khổ mãi nghe không đó, ai bảo mày à, quyết chí chung lòng đi theo quỷ đỏ à, mà à, vót trong việc thù mày biết ngu đó. mày đi theo quỷ đỏ mày vót trong việc thù thì bây giờ à, mày biết mày ngu phải không thì tỉnh ra mày cũng đã gù cả lưng rồi đó nha con cho đó, nên đó, thượng đế đó, là là mà, mà thấy những cái thằng ngu nào mà nó ngửa cổ lên mà than với thượng đế không lại thượng đế bao giờ con hết khổ thì thượng đế chỉ có chửi vô mặt nó thôi chửi mày ngu mày ngu rồi mà bây giờ mày ráng mày chịu đi đồ cái thứ ngu cái thứ ngục à, cảm ơn các bạn đã theo dõi à, loạt bài về à, trại súc vật của mình à, và à, cái phần trình bày vừa rồi đã hết à, tập số 6 xin cảm ơn và xin chào tạm biệt hẹn gặp lại các bạn trong những cái phần à, nội dung khác